Chào các bạn, ngày hôm nay Tuấn Kiệt sẽ khám phá căn hộ của nhà anh Tú, một khách hàng đã sử dụng kích quạt Trần Hunter Maribel của Luxury Fan. Vâng, cảm ơn anh đã cho em một không gian tuyệt vời này để cho khách hàng có một cái nhìn trực quan nhất về chiếc quạt Trần Hunter Maribel của Luxury Fan. Và em được biết là ngoài chiếc quạt Trần Hunter Maribel này, anh còn mua thêm một số chiếc quạt Trần khác cho các công dân khác của gia đình mình. Vậy thì tại sao anh lại sử dụng quạt Trần cho căn hộ nhà mình? Từ khi anh còn rất là nhỏ thì bố anh đã sử dụng quạt Trần rồi, và ông xây nhà thì hầu như là phòng nào cũng lắp quạt Trần. Và mãi sau này thì anh có một lần anh mua một căn nhà mới và họ không có quạt Trần nên anh không lắp. Chính vì vậy nên là cảm giác như nhà rất là bí và cái không khí nó không trong lành ấy, thì anh mới nhận ra được tầm quan trọng của quạt Trần như thế nào. Vậy thì anh biết Luxury Fan qua đâu và vì sao anh lại lựa chọn sử dụng quạt Trần từ Luxury Fan này? Tất cả mọi người ở khu này đều sử dụng quạt Trần Luxury Fan. Và khi mà anh hỏi mọi người trên trang cộng đồng ở trên mạng ấy, thì mọi người mới giới thiệu và khuyên dùng cái thương hiệu Luxury Fan. Sau khi anh tìm hiểu ấy, thì anh biết rằng cái Luxury Fan là thương hiệu cung cấp quạt Trần đầu tiên tại Việt Nam của Mỹ. Và anh thấy rằng là có cái chế độ dịch vụ khách hàng khá là tin tưởng. Uống nước đi anh. Vâng, vậy trong quá trình lựa chọn sử dụng quạt Trần tại Luxury Fan thì anh có gặp khó khăn gì không anh? Không em ạ. Sau khi mà anh tìm hiểu về cái thương hiệu của Luxury Fan, anh đã đến showroom và được các bạn nhân viên ở đấy tư vấn cho anh rất là nhiệt tình và chu đáo. Và các bạn giới thiệu cho anh cái sản phẩm Hunter Maribel. Đây là loại chống máy được thiết kế bằng cái loại thép chống rỉ và được thiết kế cho sử dụng ngoài trời ấy. Máy thì được thiết kế bằng thép không rỉ. Và cái cánh quạt thì được thiết kế bằng chất composite giả vân gỗ. Và lúc đầu ấy thì anh cứ nhìn tưởng là gỗ cơ. Vâng, ngoài ra thì động cơ của quạt Trần Hunter Maribel còn được hãng bảo hành trọn đời. Có nghĩa là anh có thể sử dụng quạt Trần này đến hết đời luôn anh. Vậy sau thời gian sử dụng thì anh đánh giá thế nào về sản phẩm bên em? Anh rất hài lòng khi đã chọn được một sản phẩm có chất lượng tốt như thế này. Và sau khi sử dụng thì anh cảm thấy rằng là quạt chạy rất là êm. Cái mát thì khá là sâu. Và anh sắp tới này thì chắc chắn anh sẽ chọn thêm một cái cho phòng ăn và một cái ở trong phòng của ông bà nữa. Dạ vâng, thế thì quá tốt rồi anh ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi trải nghiệm phỏng vấn ngày hôm nay của em. Chúc tất cả anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Anh cảm ơn. Còn các bạn nghĩ sao về mẫu quạt này? Hãy để lại comment bên dưới và đừng quên tham khảo nhiều mẫu quạt Trần hơn tại quạt.my.com.